Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Tô Lâm cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp tại Hưng Yên. 10 năm tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên. Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Lại thêm một vụ sét đánh là một phụ nữ tử vong khi đang cấy lúa ở huyện Tiên Lữ. Chiều nay tại huyện Phù Cừ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo cử tri trong huyện. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về các luật nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia phát biểu 8 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tại hội trường, 16 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và 2 lượt chất vấn các bộ trưởng. Qua đó, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, tham gia ý kiến, góp ý các dự án luật và nghị quyết, đồng thời trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri huyện Phù Cừ bày tỏ vui mừng phấn khởi đánh giá cao về sự tích cực trách nhiệm hiệu quả của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp và kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung như đề xuất Trung ương sớm cho chủ trương bố trí một công chức chuyên trách văn phòng đảng ủy ở cấp xã, sớm điều chỉnh giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên toàn quốc và thường xuyên điều chỉnh giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo lộ trình hàng năm, xem xét sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, rút thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động xuống 15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, có cơ chế chính sách đặc thù riêng cho ngành nông nghiệp, miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất vật tư nông nghiệp, bình ổn giá cả mặt hàng vật tư nông nghiệp, cho vay lãi suất ưu đãi cho người nông dân đầu tư trực tiếp sản xuất, thu hút học sinh giỏi vào học sư phạm và một số vấn đề về chuyển đổi số của ngành giáo dục, có các chính sách giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, ổn định việc làm và thu nhập của nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, xử lý nghiêm túc cương quyết đối với lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tô Lâm đã thông tin đến cử tri một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó có chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tình hình quốc tế. Đại tướng đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền và khẳng định sẽ tiếp thu, phản ánh, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ xem xét giải quyết. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng 50 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn huyện Phù Cừ. Thông tin chi tiết về hội nghị tiếp xúc giữa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên với cử tri huyện Phù Cừ, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Văn Giang và huyện Kim Động. Tiếp xúc với cử tri huyện Ân Thi có đồng chí đại biểu Quốc hội Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Cử tri huyện Ân Thi đã ý kiến kiến nghị với Chính phủ về việc cần bình ổn lại giá cả các mặt hàng cho phù hợp với thu nhập của người dân, nên áp dụng tuổi nghỉ hưu nam 62, nữ 60 với từng ngành nghề cho phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, nhất là thị trường không gian mạng, đẩy mạnh hơn nữa công tác chống hàng giả, hàng nhái, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ người tiêu dùng. Việc cắt điện thời gian qua ảnh hưởng đến đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đề nghị Chính phủ, các bộ ngành có giải pháp bảo đảm đủ nguồn điện cung để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất.
Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trả lời làm rõ một số ý kiến kiến nghị, những kiến nghị còn lại sẽ được đoàn tổng hợp, sẽ được tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trung, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Tại hội nghị, tiếp xúc với cử tri huyện Văn Giang, cử tri kiến nghị đề xuất mở nút giao lên xuống khu vực đê tả sông Hồng tại Mễ Sở thuộc dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô để khai thác tiềm năng lợi thế của khu vực. Quan tâm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa đường DT382B và đường DT379B đoạn qua địa bàn xã Cửu Cao nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Cử tri đề nghị cần sớm đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn xã Xuân Quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận trân trọng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời giải đáp làm rõ những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Kim Động đề nghị chính phủ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm giờ làm, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, khôi phục hoạt động sau ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ban hành chính sách hỗ trợ cho người mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Có chính sách ưu đãi khuyến khích người nông dân sản xuất nông nghiệp, đề nghị Quốc hội thông qua luật bảo hiểm xã hội mới để đảm bảo an sinh xã hội. Các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất nông nghiệp đã được quy hoạch vào khu công nghiệp và có cơ chế an sinh xã hội cho người bị thu hồi 100% diện tích đất canh tác. Có biện pháp can thiệp và sớm xử lý tình trạng nước sông Điện Biên thường xuyên bị ô nhiễm. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Nguyễn Đại Thắng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của cử tri. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp gửi tới Quốc hội và các bộ ngành trung ương. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho đồng chí Nguyễn Chí Tư, 92 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, sinh hoạt tại chi bộ thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang; Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tặng lãng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Chí Tư đối với Đảng. Đây không chỉ là vinh dự tự hào của cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ xã Long Hưng. Đồng chí chúc đảng viên Nguyễn Chí Tư luôn mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đảng viên cao tuổi Đảng, người có công, để các đảng viên tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Hôm nay, gần 15.400 thí sinh trên toàn tỉnh Hưng Yên đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trước buổi thi môn ngữ văn, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tỉnh Hưng Yên. Điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ có 721 thí sinh dự thi với 31 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 6 phòng chờ. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới thăm kiểm tra phòng hội đồng, một số phòng thi và trao đổi với các thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ, đồng thời gặp gỡ, trò chuyện và động viên lực lượng đang hỗ trợ kỳ thi tại khu vực điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Qua kiểm tra, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của điểm thi khi bố trí đầy đủ phòng thi, bàn ghế, đảm bảo điện chiếu sáng, quạt mát, bố trí khu vực gửi đồ cách xa phòng thi 25m. Đồng chí cũng lưu ý điểm thi cần chú ý những chi tiết nhỏ để thí sinh có điều kiện thuận lợi làm bài thi, như mở cửa sổ với những phòng thi không nằm sát khu dân cư để lưu thông không khí, không bắt buộc các em phải đeo khẩu trang nếu không có bất thường về sức khỏe. Đồng chí cũng động viên cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong những buổi thi tiếp theo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu điểm thi
tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng khẩn trương khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu sau buổi thi môn văn, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin những góp ý của Bộ trưởng tới các điểm thi còn lại trên toàn tỉnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế. Cũng trong ngày hôm nay, 7 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tỉnh đã tới kiểm tra tại 32 điểm thi trên toàn tỉnh. Các đoàn công tác tập trung kiểm tra một số khâu như coi thi, thu nộp bài thi, bảo quản bài thi, đề thi. Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn tỉnh không có cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Qua ghi nhận tại một số điểm thi thì tâm trạng của các thí sinh tự tin, phấn khởi và sẵn sàng bước vào buổi thi tiếp theo. Trước giờ thi môn ngữ văn, thời tiết mưa to nhưng cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi, lực lượng phục vụ tại điểm thi trường trung học phổ thông Yên Mỹ đã có mặt từ sớm, một lần nữa rà soát các khâu chuẩn bị, chống gian lận thi cử là yêu cầu quan trọng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng. Bên cạnh việc giám sát nhắc nhở thí sinh về quy chế thi, các điểm thi cũng có những biện pháp để đảm bảo an toàn thi cử. Buổi sáng hôm nay chúng tôi rà soát và kiểm tra lại tất cả các khâu và thấy rằng là đều đảm bảo theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, một điểm mới trong khâu tổ chức thi tại Hưng Yên năm nay là tất cả các phòng thi đều bố trí một chiếc đồng hồ như thế này để thí sinh có thể theo dõi và phân phối thời gian làm bài một cách hợp lý. Đồng thời, trong buổi làm thủ tục dự thi ngày hôm qua, các cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi cũng đã tuyên truyền vận động thí sinh không nên mang đồng hồ vào trong phòng thi. Đây là một biện pháp nhằm phòng chống tình trạng gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và tránh cho thí sinh vi phạm quy chế thi do sơ suất mang đồng hồ thông minh vào phòng thi. Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút với hình thức tự luận. Đề thi có cấu trúc bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngữ liệu, phần đọc hiểu và đoạn trích trong bài thơ Đi qua cơn giông của tác giả Anh Ngọc. Phần nghị luận xã hội xoay quanh vấn đề cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Phần nghị luận văn học bàn về cách nhìn nhận về cuộc sống của nhà văn Kim Lân thông qua một đoạn trích trong tác phẩm Vợ Nhặt. Đề thi cũng được đánh giá có sự phân hóa thí sinh phù hợp với hai mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Thấy kiến thức là làm trong lớp 10, lớp 11 nhiều, đối sức với các sĩ tử. Đề văn lần này nó vào một cái đoạn cuối của tác phẩm Vợ Nhặt. Đây là một cái đoạn mà nó rất là ít cái ý tưởng để phân tích. Vì vậy nên là phải yêu cầu mình có những cái suy nghĩ và những cái nhận định nó xa hơn và hiểu sâu hơn thì mới có thể là phân tích được dài và cũng như là hay về cái tác phẩm này. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Nhiều thí sinh cùng chung nhận xét đề thi môn toán đã bám sát cấu trúc đề thi thử, vừa sức học sinh nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Khoảng từ 7 điểm trở xuống thì các bạn nếu như nắm chắc thì có thể nắm được tốt ạ, nhưng mà từ 8 điểm trở lên thì muốn nắm chắc thì các bạn phải yêu cầu không những chắc kiến thức mà còn phải có năng lực và sự thông minh nữa. Câu vận dụng và vận dụng cao sẽ khó hơn để bọn em đã từng làm, khoảng từ câu 1 đến câu 35 thì rất là dễ và từ câu 35 trở đi thì mức độ phân hóa khá là cao. Trong ngày thi đầu tiên không có cán bộ giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi, toàn tỉnh có 32 thí sinh vắng thi môn văn, 40 thí sinh vắng thi môn toán. Tại một số điểm thi như Trung học Phổ thông Mỹ Hào, Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, Trung học Phổ thông Dương Quảng Hàm, có thí sinh bị ngã xe, sức khỏe yếu nhưng đã được lực lượng y tế hỗ trợ kịp thời và hoàn thành các buổi thi. Ngày mai, buổi sáng, thí sinh dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, buổi chiều, thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Thông tin chi tiết Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phản ánh cho các bản tin tiếp theo. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh.
Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp 09, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân được thực hiện toàn diện, có nhiều đổi mới về hình thức, kết hợp hài hòa linh hoạt giữa tuyên truyền truyền thống và tuyên truyền trên không gian mạng. Các phong trào hoạt động và mô hình gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có tổng số 870 mô hình tự quản, 46 cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự, 161 ban hòa giải ở các xã phường thị trấn và 742 tổ hòa giải, 832 tổ dân phòng tại 100% khu dân cư. Thông qua hoạt động của các mô hình đã tạo được sự đồng thuận, khơi dậy tính tự giác, trách nhiệm của người dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả hai ngành đã đạt được trong công tác phối hợp, triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng công an tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tiếp tục triển khai chương trình gắn với thực tế của tỉnh và từng địa phương, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự tại cơ sở. Đổi mới và phát huy kết quả của công tác chuyển đổi số trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tham gia phong trào. Cùng với đó là tổ chức rà soát lại các mô hình thực tế tại các địa phương, nhân rộng các mô hình có hiệu quả và xóa bỏ những mô hình mang tính hình thức trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác nội chính từng thời kỳ, trải qua các giai đoạn, đến năm 2013, Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên được tái thành lập. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 10 năm qua, Ban Nội chính tỉnh ủy đã thực hiện tốt các vai trò, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 10 năm ngày tái thành lập Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên, mùng 1 tháng 7 năm 2013, mùng 1 tháng 7 năm 2023. Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên được tái thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh với phòng nội chính tiếp dân thuộc văn phòng tỉnh ủy. 10 năm là khoảng thời gian không dài trong chặng đường gần 60 năm truyền thống ngành nội chính của Đảng. Tuy nhiên, Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt qua nhiều khó khăn thách thức, vấn đề mới phức tạp nảy sinh để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, mong muốn của nhân dân về việc tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên 900 văn bản được tham mưu xây dựng ban hành trong 10 năm qua về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, công tác tham mưu của Ban Nội chính tỉnh ủy, nhất là tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp quyết liệt về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi bản lĩnh, trình độ và kiến thức chuyên sâu. Anh em tôi cũng phải trau dồi trong cái quá trình làm việc, cũng phải học tập và nâng cao các cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu làm sao mà đúng và trúng, có hiệu quả. Tháng 6 năm 2012, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên được thành lập do đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban. Từ khi đi vào hoạt động, Ban chỉ đạo đã tạo những chuyển biến rõ rệt và đạt nhiều kết quả nổi bật. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Ban Nội chính tỉnh ủy thường xuyên chủ trì phối hợp với các cơ quan khối nội chính, đề xuất rà soát các vụ án vụ việc đưa vào diện Ban thường vụ, Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đôn đốc. Trong 10 năm qua, thì Ban Nội chính chủ trì phối hợp với các cơ quan khối nội chính đã tham mưu với Ban thường vụ tỉnh ủy, với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, là rà soát đưa 37 vụ án, vụ việc có tính chất nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban thường vụ, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo đôn đốc. Đặc biệt là từ khi mà thành lập
Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh từ tháng 6 năm 2022 đến nay, thì riêng một năm qua đã chủ trì phối hợp với các cơ quan khối nội chính rà soát đưa 7 vụ án, 1 vụ việc vào Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong đó đến nay điều tra, truy tố và xét xử xong 3 vụ án. Ban Nội chính tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các cơ quan tiến hành tố tụng. Cụ thể như là một số lĩnh vực như là các cơ quan cung cấp tài liệu còn chậm, hay cái việc định giá tài sản còn chậm, giám định còn chậm, thì có văn bản để chỉ đạo. Do vậy là cái việc giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử thuận lợi hơn. 10 năm qua, Ban Nội chính tỉnh ủy cũng tiến hành kiểm tra, rà soát trên 2.600 kết luận thanh tra kinh tế xã hội và kiến nghị của kiểm toán nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả, triệt để kết luận thanh tra kiến nghị, tránh tình trạng đánh trống bỏ rồi, đồng thời tiếp nhận, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết gần 4.000 đơn thư. Chúng ta nhất định phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tạo sự tự giác và thống nhất cao về ý chí hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan khối nội chính cần tăng cường phối hợp chủ động hơn nữa trong tác tham mưu giúp tỉnh ủy và ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác nội chính cũng như là cải cách tư pháp. Cần phải làm tốt hơn nữa về rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán về kinh tế xã hội để phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi có dấu hiệu tội phạm. Thành tựu 10 năm qua sẽ là tiền đề kinh nghiệm để Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực, vừa trong ấm ngoài êm, vừa có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Phóng sự nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Gia đình cụ Nguyễn Ngọc Giao ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang là một gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương, có 4 thế hệ cùng chung sống hòa thuận và hạnh phúc dưới một mái nhà. Cụ Giao 97 tuổi, 77 năm tuổi đảng. Trong số hơn 100 con cháu chắt của cụ Giao thì có 30 người là đảng viên. Kinh nghiệm giữ nếp nhà của gia đình cụ Giao là lấy chữ Tâm làm tín, chữ Đức làm trọng, làm tấm gương cho con cháu noi theo. Đồng thời luôn giáo dục các con cháu tôn trọng lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Gia đình là một tế bào của xã hội, cho nên là phải có sự đoàn kết. Thế là đâu các cháu đi là mừng nhất, thế là các cháu có cái sự thống nhất với nhau, bảo ban nhau, giúp đỡ nhau, sống phải có đạo đức để con cháu tức là lo học tập, nó lo theo mình. Cụ luôn dạy con cháu là đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, chăm chỉ lao động, học hỏi, nghe lời của cụ dạy. Thì đối với các công tác xã hội, chẳng hạn như là cũng dành dụm tiền lương, thì chúng tôi cũng bớt chút xây dựng được một số cái công trình tâm linh. Gia đình cụ Nguyễn Hồng Thao ở thôn Bụi Sảng, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ là một điển hình về gia đình hiếu học. Cụ Thao thường lấy tấm gương tự học của Bác Hồ để dạy các con noi theo. Năm 2008, cụ Thao thành lập quỹ khuyến học gia đình để động viên, khích lệ tinh thần học tập của con cháu. Đến nay, quỹ khuyến học của gia đình đã có số quỹ 30 triệu đồng. Vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình tổ chức trao thưởng cho thành viên có thành tích và nỗ lực trong học tập, công tác. Nhân dịp con cháu tập trung đông đủ, mừng thọ năm 70 tuổi, thì cái số tiền con cháu mừng thọ thấy rằng việc ý nghĩa nhất là thành lập cái quỹ khuyến học gia đình cho các cháu lâu dài sau này. Các cháu nội ngoại trong gia đình của Nguyễn Hồng Thao đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Trong tổng số 11 cháu của cụ Giao thì đã có tới 5 cháu tốt nghiệp đại học, một cháu vừa được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Gia đình ông Phạm Văn Thái ở thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Quai Châu tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường ở địa phương. Năm 2021, khi xã Tân Dân có dự án mở rộng đường trục chính, ông Thái tự nguyện hiến hơn 40 mét vuông đất thổ cư trị giá khoảng 600 triệu đồng để con đường được thi công đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn đề ra,
việc làm của gia đình ông Thái được nhiều hộ dân học tập làm theo, góp phần giúp xã Tân Dân hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và sớm đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mở rộng đường bao nhiêu thì phong trào và các cái địa phương nó ngày càng phát triển mạnh, thì gia đình tôi là cũng vận động vợ con là hiến đất để làm đường cho nó, mở rộng đường giao thông để vừa xã hội vừa gia đình chúng tôi được hưởng. Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2018-2022, cả 3 gia đình tiêu biểu vừa nêu trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen bởi là tấm gương sáng được cộng đồng dân cư ghi nhận và học tập. Thưa quý vị và các bạn, lại thêm một vụ sét đánh vừa xảy ra sáng nay trên cánh đồng thuộc địa bàn thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, làm một người tử vong trong khi đang cấy lúa. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng, sau khi hai thím cháu chị Nguyễn Thị Tuyết, 46 tuổi, cùng người cháu là Phạm Thị Lành, 40 tuổi, đang cấy trên cánh đồng thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, thì bất ngờ bị sét đánh. Hậu quả đã làm chị Nguyễn Thị Tuyết tử vong, người cháu là Phạm Thị Lành thoát nạn. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua, tại huyện Ân Thi và Tiên Lữ đã xảy ra hai vụ sét đánh gây thương vong về người. Điện thoại thu sóng cao tần, điện thoại được cấu tạo bằng kim loại là vật dễ thu sét. Để phòng tránh tai nạn do sét thì khi bà con đi làm đồng phát hiện thời tiết có dông lốc hoặc mây đen kéo về thì nên tắt điện thoại và trở về nhà hoặc tránh trú nơi khô ráo để đảm bảo sự an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.